của tất cả những người nghệ sĩ. Ai làm nghệ sĩ nổi tiếng không từng qua New York, không từng thỏa ơn của chị Hai Mimi và anh Hai Kỳ và Ba Hoàng là không phải là nghệ sĩ. Mình phải nói cái câu đó luôn. Trong đó có Cát Tiền nữa. Tuyền là một trong những người chịu cái ân nhân đó. Khi mà Cát Tiền đi qua Mỹ hát, Cát Tiền với chị Hai Mimi ngồi chung với nhau, thì lúc Vân Văn Long qua Mỹ đó, thì Long quen với anh Hai Kỳ là chồng cũ của chị Mimi. Bây giờ kể câu chuyện nó sơ qua tóm tắt thôi, còn mọi người nghe nghe không quan trọng, và tin không tin không quan trọng, chỉ có chúng tôi tin là đủ rồi. Chúng tôi biết là chúng tôi đang làm điều đúng là đủ rồi. Sau đó Vân Văn Long đi hát thôi, lúc đó chỉ là đi hát rồi đi về, đi hát rồi đi về, tại vì Long có gia đình ở bên đây. Long có một vợ, hai con, vợ Long rất là giỏi tên là Vân, đã làm cho tất cả những cái răng đẹp cho, trong đó có Lệ Quyên cũng làm răng minh bảnh luôn nè. Rồi Ung Hoàng Phúc, rất là nhiều người nổi tiếng làm Long. Long Dân là một trong những người phụ nữ rất là yêu chồng, hy sinh cho Vân Văn Long rất nhiều, hy sinh từ cái quần cái áo, hy sinh miễn sao Long Vân Văn Long đi hát. Hai đứa từ ở Sa Đéc, từ nắm tay quen hòa nhau từ hồi nhỏ ở trong trường, lên Sài Gòn lập nghiệp, là hai người thành công là giờ Vân Văn Long có tài nổi tiếng. Sau đó Vân, vợ của Long, là người làm răng, và hai người đã rất là thành công trong công việc, nhưng mà bị thất bại chuyện tình cảm chút, là tại vì Long đẹp trai rồi hát hay, rồi đi tới đâu cũng bị gái nó đeo, gái đeo quá cũng khổ nữa. Mà thằng này có một cái đặc biệt là nó tình cảm dữ dằn lắm, khi mà nhậu với ai là nhậu chị nào mà xỉn gục tại chỗ thì thôi, tình cảm đến mức độ vậy đó. Còn công việc là cũng làm, nhưng mà không có quan trọng bằng tình cảm. Nó tình cảm đến mức độ mà nó uống, nó không muốn cái người đó gọi ra khỏi cái bàn, nó không có muốn ra khỏi cái bàn để nhậu đấy, mà muốn xa cái người đó nữa. Nhậu đến nước mà cái tiếng hát của mình nó bị khan đi luôn đi. Đó là Vân Văn Long, là một cái người em mà Tuyền thương yêu nhất. Thì một thời gian Long nhậu nhiều quá, Long cũng bỏ bê cái chuyện ca hát. Thì chuyện tình cảm riêng tư của Long thực ra em không có đụng vô đâu, tại vì đó là cái sự quyết định của Long. Cái chuyện riêng tư mình có thể mình xen vô là mình giúp cho em mình được đi hát show nhiều, hay là giới thiệu show Long hát, hoặc là mời Long về hát những cái show của mình. Rồi đó, cái đó là cái chuyện mà mình giúp em mình, nhưng mà cái chuyện tình cảm thường là mình không có đụng vô, là tại vì ai cũng phải có chuyện tình cảm riêng tư, mình phải tôn trọng tình cảm riêng tư của họ. Thì sau này được biết là quen với lại em gái tên là Linh Lan. Thì cả mình cũng không biết Linh Lan là ai luôn, nhưng mà sau cái trận này, hết cái câu chuyện này thì mình kể cho mà các bạn nghe về cái câu chuyện mà tại sao mình biết cô Linh Lan. Thì khi sang Mỹ đó, thì mới đi qua hát ở bên New York, thì gặp chị Hai Mimi. Thì chị Hai Mimi với Cát Tiền mới lên trên Facebook, thấy Long ở đâu dưới Đồng Tháp, trời đất ơi, thằng này nó nổi tiếng đi hát, sao tự nhiên giờ nó đi xuống đây nó làm ruộng làm đồng gì đấy, rồi nó chăn vịt, rồi nó bắt cá mò ốc mò cua gì, sao tự nhiên đang nổi tiếng đang rần rần như nè mà không chịu đi hát làm vậy. Thì mới biết ra là câu chuyện của Vân Long. Em không có chứng kiến là ngày xưa Long quen với lại Linh Lan là ở đâu, thì em không có cái đó, em không có chứng kiến thì em không có nói. Em chỉ được biết là khi mở quán nhậu mới gặp cái cô Linh Lan này đó. Thì cô Linh Lan này có bán bia hay là gì riêng, cái chuyện đó chuyện cổ em không có biết, nhưng mà em chỉ biết là hai người nắm tay nhau về ở Đồng Tháp sống. Thì lúc đó em mới thấy, em nói ủa sao Long ơi, Long sao bây giờ em đi về Đồng Tháp chi uổng, trong khi em đi hát bên Mỹ 3-4 ngàn đô một xô, sao đi về làm ruộng làm đồng chi uổng vậy em. Thì khuyên quá chị Hai mới nói thôi bây giờ em qua đây hát đi, rồi có gì là quyết định mình, tại vì Long đi Mỹ 100 ngàn lần rồi, Long đi Mỹ trước Tuyền nữa. Lúc Vân Văn Long hát 4 ngàn đô, em chỉ mới hát có 2 ngàn đô thôi nha. Vân Văn Long lúc đó nổi tiếng vô cùng, Vân Văn Long xong mới tới Phan Đình Tùng, rồi sau này anh Đàm Vĩnh Hưng qua là bực sáng lên, là nguyên một cái group anh Đàm Vĩnh Hưng nè, Vân Văn Long, Phan Đình Tùng, rồi Mỹ Tâm, rồi đi chung một cái group là cái bằng như một cái ngọn sóng âm nhạc trùm ở bên hải ngoại luôn đó. Thì mọi người thấy cái nhân tài không, cũng vì tình cảm quá mà bị rơi vào thất bại. Mọi người biết rồi đó, trong cái vấn đề mà sự nghiệp, chúng ta phải bỏ bớt những vấn đề tình cảm, mà vừa tình cảm vừa sự nghiệp nữa, thì trong hai đó sẽ có một cái nó làm chúng ta bị chặn đứng luôn về cái chuyện mà nghệ thuật nữa. Thì Long á là một trong những người rất là có cái tình cảm, đi tới đâu nhậu là nhậu, thì nào quên thì thôi, quên thôi à, mình nên thương lắm. Thì có cái trận như thế này nè, thì mới biết là khi qua Mỹ đó, thì bây giờ thì nói thẳng luôn nè, không có ai mà giúp một người ở không. Thì ra chị Hai Mimi cũng không muốn lấy tiền gì, Long có cho muốn giúp luôn, nhưng mà tiền luật sư, tiền trang trải giấy tờ, tiền này tiền kia, muốn mà một người ở lại Mỹ. Em bây giờ nè, kể cả một cái người Việt Kiều nào về rước ở Việt Nam, ai mà không có nói bây giờ rước mà với giá 100 ngàn đâu. Ai mà không có từng nói là bây giờ mình về mình làm hôn thú cho một người đó, lãnh một gia đình đó qua, chi phí phải dài 30 ngàn hoặc cả 100 ngàn, đúng không? Không có ai mà có thể làm không được tình cảm, thì mình tình cảm nhưng mình phải có chi phí, phải có ai loại. Lúc đó thực ra chị Hai không có đòi tiền đòi bạc gì hết, mà chính Long. Long là người nói chị Hai ơi, em sẽ đi hát em để dành tiền, tiền còn lại em để cho vợ nhỏ em bệnh, nó có tiền nó trang trải nó xài. Bởi vì em nghe nói hình như là sao sao công chuyện của riêng của Long thì em không biết, em biết ai đúng ai sai, nhưng mà em chỉ nghe lời Long kể.
Thì như vậy đó, thì Long mới nói là thôi đem đi hát, em sẽ có em cho chị hai, giống như là để chị hai trang trải cái tiền giấy tờ này nọ. Nói chung là một người ta đã giúp mình là một cái ơn lớn rồi. Mà con Long lúc đó là tội nghiệp lắm nha, qua bên Mỹ là muốn rước vợ con của mình qua, hy sinh rất là nhiều chuyện, đi hát, đi làm đủ mọi cách, vì thương con quá mà đã vô một cái gông có nhà em ngồi em nhậu nè. Cái ngày sinh nhật của em rõ ràng nha, em tổ chức một cái show từ thiện ở bên Silakiu. Xưa giờ dân Quang Long đi hát cho em không bao giờ đòi giá lương gì hết, tại vì em biết Long lương 4.000 mà em vẫn biết từ xưa giờ chưa bao giờ để Long thiệt thòi. Hát xong rồi là không cần nói tiền đương nhiêu, hát bên Boston 4.000 là 4.000, đưa trước 2.000 cho chị Liên, xong rồi sau này qua hát đưa 2.000. Bảo tiếc không hát được em cũng lấy tiền cọc lại luôn, cũng không sao hết, tại vì từ xưa giờ các Tuyền làm show không bao giờ để cho em bút bị thiệt thòi đó. Thì trong đó có Dân Quang Long, thì tự nhiên sao em làm cái show từ thiện mà tự nhiên có một cái nick tên Vân Long. Em cái tuổi hồi xưa em mình hát nick này Vân Long. Long ơi Long, em hát từ thiện cho chị được không, tại chị làm bên New York, chị mời em hát. Thì 2 ngày sau tự nhiên có một cái tin nhắn trả lời đòi giá với em đó, đòi giá rồi đòi tiền cọc rồi đòi bốc vé máy bay, đưa từng chiếc bốc vé. Mà tôi sao lạ vậy ta, thằng này từ xưa giờ đâu có tình trạng này ta. Thì mới biết ra cô Linh Lan đó là đi cái nick Dân Quang Long. Một năm trời như vậy xài cái nick Dân Quang Long để không học giả. Trời ơi, cái cô này giả cân thiệt luôn đó, giống như thiệt luôn đó. Em chưa thấy một cái diễn viên nào diễn y chang vậy. Em cũng là ca sĩ nè, cũng từng là nghệ sĩ nè, mà còn chưa diễn mà cái cô này luôn. Chưa hết ở đó đâu nha. Sau khi em giận Dân Quang Long, em gặp Long, em hỏi rồi thì Long mới kể ra cái câu chuyện là trời ơi chết rồi, thì em xin lỗi chị nhiều lắm. Thì từ lúc đó công bằng nhỏ nó không dám đụng tới cái máy Linh Lan luôn, tại vì con kia gọi lên chị chửi thôi. Chưa thấy một cái người đàn bà nào mà chửi chồng kinh khủng như vậy trời. Trời ơi, con bé này ở từ đâu ra thì mình không có biết nha. Mà tin nhắn Long đưa cho em coi. Rồi ngồi đó trời ơi, tất cả nguyên cái Silicon ai cũng sợ luôn. Nó không phải ít một mình Dân Quang Long, mà tất cả những người bạn của Dân Quang Long nó làm quen hết. Nó làm quen xong rồi mà nó không gặp được Long là nó lật người này, nó lật người kia, nó làm cho nguyên một cái Silakiu xào xáo lên luôn. Đó là câu chuyện thiệt tình mà em đã chứng kiến nha. Ngày hôm nay em nói bên hai gia giáp em chứng kiến nè. Em nói một lời nào sai cho Long bẻ cổ em nha. Cái này là em thề luôn. Cho nên mọi người làm ơn, YouTuber làm ơn, và tất cả những người không có câu trong câu chuyện này đừng bao giờ xía vào mà giống như là đúng rồi vậy đó. Chửi như tới dù giờ mình đau xót cho cái chuyện của Linh Lan đi, cho dù mình thương hai bác hoặc mình thương Linh Lan đó là cái chuyện riêng của mình, nhưng mà mình dùng những cái lời lẽ đàng hoàng để mà đối xử với nhau, để mình biết câu chuyện sự thật chứ không phải là chuyện của mình. Mà lên la mà chửi người ta, rủa người ta, kêu người lớn tuổi, ba mẹ Long đã mất người con rồi mà lên chửi rủa người ta trên mạng, em thấy em coi em rất là bức xúc. Nhưng mà tại vì nguyên nhân câu chuyện em nhiều quá rồi, em quá nhiều công chuyện, em có thời gian lên để em đính chính, em lên em nói, em phân đua. Tại vì lời nói em nói ra là tất cả những gì em nói đều có cái giá trị của lời nói em, và em có bên hai gia giáp chứng kiến, và em có trách nhiệm như lời nói của em. Rồi ngày gần đó nhất, sau khi mà Long em hết buồn Long về cái câu chuyện đó, cái câu chuyện mà em gửi tiền và đặt cọc trước cho Long mà bị Linh Lan là giả tạo cái nick đó, thì câu chuyện thứ hai là em nghe cái câu chuyện đó thì em không có đi thôi nôi con của Long luôn. Thì được biết cái câu chuyện thôi nôi rồi nó còn buồn thê thảm nữa. Em không chứng kiến thì em kể, nhưng mà cái câu chuyện này em chứng kiến là em phải kể. Rồi tiếp theo nữa là Linh Lan cũng đã từng, em chưa bao giờ chế Linh Lan là ai, đã từng nhắn tin trong Facebook: chị ơi, em là vợ của Long. Mà chị tôi, ủa sao Long, tôi biết từ xưa chỉ có con vợ là con dân thôi mà. Cho nên tại sao mà bên hai bác là không có chấp nhận Linh Lan, tại vì người ta đã từng cưới một người vợ rồi, có 2 đứa con rồi. Rồi con dâu người ta đâu làm gì thì sai đâu, mọi người đừng có bao giờ nghe tin trên mạng. Rồi sau đó mọi người cũng đừng bao giờ nghe tin ai nói trơn. Cái câu chuyện mà nội như đây thôi nè, em thấy cái câu chuyện cũng giả trơn luôn nè. Ôm đứa con chạy, mà có chiếc xe nào đâu nó quay, nó nhờ YouTuber quay con nó ôm chạy để người ta xót thương. Để người ta xót thương là ở sau này bị ruồng bỏ rồi chửi hai gia đình ba mẹ anh ta. Cái đó là diễn không? Những cái câu chuyện thật á thì không ai quay hết trơn á. Mà những câu chuyện giả dựng lên thì quay phim, trời ơi, làm như là diễn y chang như diễn viên vậy. Làm cho lấy lòng xúc động của mọi người, lấy làm thảm thương của mọi người, cái mọi người tắt vô chửi ba mẹ ta, mà mẹ tao lớn tuổi rồi mất đứa con tao buồn rồi. Phạm Thanh Thảo lên tiếng cũng bị chửi luôn, rồi Hàng Thái Tú lên tiếng cũng bị chửi luôn. Ca sĩ mà ai bị lên tiếng là người đó bị chửi à, kỳ vậy trời. Không lẽ ca sĩ chúng tôi bị chửi là chúng tôi im lặng sao? Không phải là im lặng, phải là sợ, chỉ có sợ làm sai thôi chứ không có sợ. Tại em thấy những cái chuyện nó bên lề quá à, với lại vì thương Long cho nên đã khuyên bữa giờ rồi: chị hai ơi, thôi đừng nói chị hai, kệ đi chị hai. Cũng tú cũng khuyên luôn, thôi để cho mình thương Long mình nhịn hết đi, đừng nói gì hết trơn á, để cho Long ra đi im đẹp. Từ cái chỗ như vậy cho nên chúng tôi nhịn mọi người và nhịn cái cô Linh Lan gì đó. Chứ nếu mà bình thường mà Long mà còn sống đó nha, đem Long ra rồi lôi con bé đó ra rồi đâu đó sáng tỏ thì tất cả mọi người đều thấy luôn. Bởi vì Long là người của công chúng mà,
Long là người của tất cả mọi người yêu thương bao nhiêu năm nay mà, đúng không? Cho nên làm ơn, mọi người làm ơn dừng cái câu chuyện này lại đây dùm, để cho con của Long được đến trường, được mọi người đừng có bị kỳ thị. Để cho ba mẹ Long lớn tuổi rồi, mất một người con đau khổ rồi. Chúng ta hãy gì, một cái tâm của mình một chút xíu. Ví dụ mình thích một con người đó mà mình quỷ bảo các là chúng ta chửi cho đã để câu view câu like để mà lấy được cái tiền YouTube hay là lấy cái tiền quảng cáo, nhưng mà chúng ta không biết đó là cái hậu quả, cái nghiệp mà mình phải mang, đâu phải chuyện của mình đâu. Rồi cái mình tự nhiên gieo khẩu nghiệp chi cho mình một cái nặng nề, bao nhiêu cái nghiệp đó nó đổ cho mình đó. Rồi nữa về sau hoàn cảnh gia đình của mình bị tệ hơn như vậy đó. Mọi người biết cái câu là ngày xưa trả báo thì lâu, ngày nay trả báo một câu nhãn tiền. Cái câu này mọi người tin nha. Mọi người làm với ai một cái điều gì đó thì chắc chắn về sau sẽ có một người làm với các bạn là một cái điều y chang như vậy. Em đã trải qua 30 năm tuổi đời rồi. Em đã trải qua 30 năm cuộc sống.